Sảo Ngọc, Sảo Ngọc, nguy hiểm quá. Không sao, không sao rồi. Lửa đã tắt rồi, cô đừng sợ ha. Sảo Ngọc à, đi, chúng ta qua đó ngồi một lát. Sảo Ngọc, uống chút nước đi, cho đỡ sợ ha. À, vừa rồi đã tạ bà đã cứu tôi. Nhưng mà bà là ai vậy? Sao lại đến nhà tôi? À, ta là bạn của ca ca cô, tên là Anh Tẩu. Anh Tẩu? Đúng vậy, đúng vậy. À, anh Tẩu, hả? Nếu bà là bạn của ca ca tôi, vậy bà có biết ca ca tôi ở đâu không? Từ tối hôm qua, quên ấy làm thêm ở Ngân Lầu, đến giờ vẫn chưa thấy về. Nó hả? Nó bị ông chủ của Ngân Lầu đột xuất, phải đi qua làng khác đòi nợ rồi. Đến làng khác rồi hả? Sao Quỳnh ấy không nói cho tôi biết? Trước giờ Quỳnh ấy không đến làng khác đâu. À, tình hình lần này có hơi khác biệt, nó không đi không được. Nhưng mà bởi vì nó lo lắng, không ai chăm sóc cho cô, cho nên đã nhờ tôi tới đây. À, thì ra là vậy. À, nhưng mà trời ơi, đúng rồi Sảo Ngọc, chắc cô đã đói lắm rồi. Bây giờ tôi đi nấu cơm nha. Đây, tôi có nấu mấy món mà lúc nhỏ cô thích ăn. À, ăn thử đi. Thơm quá. À, nhưng mà sao bà lại biết lúc nhỏ tôi thích ăn gì vậy? Là ca ca của cô nói cho tôi biết. Ăn nhanh đi, nguội sẽ không ngon đâu. Nè nè nè, đậu hũ kho nè, cô ăn thử xem có thích không. Hả? Ăn miếng này nha. Sảo Ngọc, Sảo Ngọc, Sảo Ngọc, Sảo Ngọc, cô sao vậy? Cô thấy khó chịu ở chỗ nào hay là... Đã lâu rồi tôi không được ăn mùi vị này. Khi còn nhỏ, mẹ tôi thường nấu món đậu hũ kho này cho tôi ăn. Cũng chính là mùi vị giống y như bà nấu vậy, chẳng khác một chút nào. Ăn rất ngon. Sảo Ngọc, nhưng vào một ngày của mười mấy năm về trước, mẹ đột nhiên bỏ nhà ra đi. Từ đó tôi không còn được ăn món đậu hũ do mẹ nấu nữa. Tôi không còn được ăn bất kỳ món nào do mẹ nấu. Mẹ, con nhớ mẹ lắm. Tại sao mẹ lại rời xa huynh muội con? Tại sao vậy? Sảo Ngọc à, ta nghĩ mẹ cô rời xa huynh muội cô nhất định là có nỗi khổ riêng của mình. Mẹ có nỗi khổ riêng gì mà phải bỏ rơi hai huynh muội chúng tôi chứ? Đây, cha đã qua đời rồi, chúng tôi chỉ có mẹ. Chẳng lẽ bà ấy không lo rằng sau khi bỏ rơi chúng tôi rồi, chúng tôi không ai chăm sóc sao? Chuyện này, anh Tẩu, nếu bà là mẹ của tôi, bà có nhẫn tâm bỏ mặc chúng tôi không màng đến hay không? Tôi nghĩ chắc bà không làm như vậy. Cô đừng buồn nữa, ăn nhanh đi. Nè, cô thích thì ăn nhiều một chút ha. Đa tạ. Khách quan, mua mặt nạ đi. Cái này cũng được. Ông chủ tôi mua cái này. 200 tiền. Được, được, được. Đa tạ. Đa tạ. Được, được. Đi thông thả. Ừ. Vị đại gia này, ông muốn mua mặt nạ sao? Chỗ này của tôi mặt nạ gì cũng có. Ông thích hình dạng nào cứ việc chọn. Cứ việc chọn. Chọn tự nhiên.
Người có thấy mặt nạ này bao giờ chưa? À, thì ra ông muốn mua kiểu này, tôi sẽ lấy cho ông liền. À, được. Vậy đại gia, có phải là ông muốn mua cái này không? Đúng, chính là cái này. À, bao nhiêu tiền vậy? À, 2 văn tiền. Được, tiền đây. Đa tạ ông. À, phải rồi. Mấy hôm nay, ngươi có nhớ những ai đã từng mua mặt nạ kiểu này không? Đại gia, ông hỏi lạ quá. Ở đây khách hàng qua lại tấp nập như vậy, làm sao mà tôi nhớ nổi chứ. Tiền này cho ngươi, cầm lấy. Vậy thì để tôi nhớ xem. Để tôi nhớ. Chê ít à. Cho ngươi hết đó. Tôi nhớ ra rồi. Vị khách quan đó không cao lắm, nói chuyện rất là thú vị. Hơn nữa còn đeo một cái túi vải rất dài ở trên người nữa. Túi vải rất dài à? Người đó mua chính là mặt nạ, kiểu mặt nạ quỷ này nè. Vậy hắn họ gì, tên gì vậy? Tôi không nhớ rõ. Nhưng mà tôi nghe cô nương đi bên cạnh gọi y, gọi y là Ngũ Dị ca. Ngũ Dị à? Đại Vân, Thảo Vân, Đinh Ngũ Dị. Chẳng lẽ là hắn ta? Phu nhân, Ngũ Dị sư phụ nói quả không sai. Bây giờ mạnh gia chúng ta vẫn xui quá nặng rồi, cho nên mới liên tiếp xảy ra nhiều chuyện bất hạnh như vậy. Tôi thấy hay là để thiếu gia và biểu tiểu thư thành thân như ngài đã chọn đi. Có lẽ không khí của hỷ sự có thể xua đuổi hết vận xui của mạnh gia chúng ta. Cho Sĩ Kiệt và Tuệ Chi thành thân vào ngay lúc này. Đúng vậy. Phu nhân, bà còn nhớ không, khi lão gia còn sống, Ngũ Dĩ sư phụ đã từng nói, chỉ cần thiếu gia và biểu tiểu thư thành thân, vậy sau này mạnh gia chúng ta cũng sẽ luôn được bình an, mọi việc thuận lợi. Nói thật thì lần trước nếu không phải do quân hàng phá hoại thì lão gia đã tổ chức hôn sự cho thiếu gia và biểu tiểu thư lâu rồi ha. Bây giờ lão gia đã qua đời, chúng ta vẫn phải giúp thiếu gia nhanh chóng hoàn thành xong hôn sự này. Đây cũng là nguyện vọng của lão gia khi còn sống, chúng ta phải giúp lão gia hoàn thành. Nhưng mà lão gia mới vừa qua đời lại cho Sĩ Kiệt thành thân, như vậy có tốt không? Phu nhân, theo tục lệ mà nói, hôn sự này của thiếu gia cần phải tổ chức trước 49 ngày của lão gia. Nếu không, chúng ta phải đợi 3 năm sau mới có thể thành thân. Phu nhân, bà nghĩ xem, 3 năm sau, vậy mạnh gia chúng ta cũng không biết còn xảy ra chuyện bất hạnh gì nữa. Thôi được, cứ làm theo lời ngươi nói đi. Cho chúng thành thân như ngày đã định sẵn. Ngươi đi nói cho Tuệ Chi biết, để cho nó chuẩn bị. Dạ, phu nhân. Mạnh phu nhân, chúc mừng, chúc mừng. Chúc mừng, chúc mừng. Hôn sự này của Sĩ Kiệt thiếu gia và Tuệ Chi tiểu thư đúng là chuyện tốt và gặp nhiều sóng gió. Đúng vậy. Mời ba vị, mời ngồi. Được, ngồi. Đúng vậy, hôn sự của hai đứa nó đúng là biến đổi bất ngờ. Đáng lẽ trong thời gian đeo tang, chúng tôi không muốn tổ chức hôn sự. Nhưng mà Trịnh tổng quản nói cũng rất đúng. Trong nhà xảy ra nhiều chuyện như vậy, tổ chức hỷ sự có thể xua đuổi vận xui. Trịnh tổng quản, thật không ngờ quân hàng bị nhốt trong nhà giam, vậy mà bây giờ ông vẫn còn tâm trạng nghĩ tới hôn sự của thiếu gia nhà ông. Đúng vậy, hơn nữa còn tích cực như vậy. Không lẽ ông không hề quan tâm tới con trai của ông hay sao? Trời ơi, làm sao không quan tâm được. Tôi là tổng quản của mạnh gia, tất cả việc lớn nhỏ trong mạnh gia đều quan trọng hơn tôi và quân hàng. Huống hồ quân hàng đã giết lão gia nhà tôi, bây giờ tôi phải nhanh chóng giúp thiếu gia nhà tôi hoàn thành hôn sự này, có vậy mới có thể bù đắp phần nào cho lỗi lầm mà quân hàng đã gây ra. Tốt, đúng là đầy tớ trung thành. Trịnh tổng quản, ông đó, chuyện gì cũng là mạnh gia đi đầu, thiếu gia đi đầu. Hiếm có, thật là hiếm có. Quý nhân, Trần Bổ Đầu đến rồi, nói là muốn tìm Ngũ Dị sư phụ đây. Trần Bổ Đầu tìm Ngũ Dị sư phụ làm gì? Chắc là gì gần đây huyện thái gia điều tra không được thuận lợi,
cho nên muốn tìm tôi đến xem phong thủy cho ổng, thay đổi vận may. Vậy cũng được. Phúc An, phiền ngươi mời Trần Bố Đầu vào đi. Dạ. Ý chà, thì không ngờ Đinh Ngũ Vị này đúng là tiếng tâm lẫy lừng mà. Đến cả huyện Thái Gia cũng đến nhờ tôi xem phong thủy cho ông ấy để mà thay đổi vận may. Mạnh phu nhân, bà yên tâm, đợi tôi thay đổi phong thủy cho huyện nha xong rồi, tôi tin chắc vụ án của Mạnh Viên Ngoại sẽ được phá án nhanh thôi. Tốt. Phu nhân, Trần Bổ Đầu tới rồi. Đinh Ngũ Vị. Trần Bổ Đầu, ngươi đến mời ta xem phong thủy phải không? Dẫn Đinh Ngũ Vị về nhà môn. Dạ. Ngươi nói gì? Làm gì vậy? Làm gì? Trần Bổ Đầu, tự nhiên bắt bớ là sao? Không biết Ngũ Vị sư phụ của tôi phạm tội gì mà vừa vào là đòi bắt người rồi. Đinh Ngũ Vị có phạm tội hay không? Tới công đường rồi sẽ biết. Giữ đi. Dạ. Ta không phạm tội gì hết. Ra. Các người lôi ta như vậy, các người làm gì vậy? Buông ta ra. Ngươi chính là Đinh Ngũ Vị? Dạ, dạ đại nhân. Thảo dân là Đinh Ngũ Vị. Đại nhân, ngày bắt tôi đến đây có vụ gì không? Ngươi lấy mặt nạ này đưa cho y xem. Nè, xem đi. Đại nhân, mặt nạ này có gì đâu để xem. Tiêu Lương. Có Thảo Dân. Ngươi có quen người này hay không? Đại nhân, tôi quen. Chính là y đã mua kiểu mặt nạ đó của tôi. Đại ngươi đừng nói bậy nha. Ta mua mặt nạ này có ngươi hồi nào? Tiêu Lương, ngươi phải nhìn thật kỹ đó. Đại nhân, tôi đã nhìn rất kỹ rồi. Lúc đó y và cô nương đứng ở đằng kia cùng nhau tới mua. Y còn nói muốn mua một cái mặt nạ tặng cho cô ta nữa. Đinh Ngũ Vị, bổn quan hỏi ngươi, thật ra ngươi có đến chỗ Tiêu Lương mua mặt nạ hình dạng mặt quỷ này hay không? Tôi... Chẳng lẽ ngươi còn muốn nói dối sao? Người đâu? Có. Có. Tôi có mua mặt nạ kiểu này, nhưng chỉ là mua chơi cho vui thôi. Mua chơi cho vui à? Dạ phải. Tại tôi muốn hù dọa đồ đệ của tôi để cho nó sợ. Nếu ngươi có mua mặt nạ, sao vừa rồi ngươi không thừa nhận? Vừa rồi, đại nhân, Mạnh Viên Ngoại là bị người mặt quỷ giết chết. Nếu tôi thừa nhận tôi từng mua cái mặt nạ hình quỷ này, đại nhân biết đâu chừng ngài nói tôi là hung thủ thì sao? Cho nên vì không muốn phiền phức, tôi nó không có. Vậy bổn quan hỏi ngươi, cách đây không lâu ngươi vào Mạnh gia ở, đó là vì sao? Để xem phong thủy. Khi tôi đi ngang qua nhà họ, thấy bậc cửa nhà họ cao thấp không có bằng, nên họ đã mời tôi vào xem phong thủy cho họ vậy thôi. Có chuyện này thật sao? Tất nhiên có chuyện này rồi. Tôi còn giúp họ làm phép đổi phong thủy, còn giúp người trong nhà họ trị bệnh nữa. Tôi nhà họ làm nhiều thứ lắm. Ngươi ở Mạnh gia làm rất nhiều chuyện sao? Tất nhiên rồi. Nếu bổn quan đoán không sai thì ngươi nhất định biết được Mạnh gia là phủ giàu nhất ở vùng này. Tao biết. Xem phong thủy chỉ là cái cớ, giết người cướp của mới là mục đích chính. Hả? Quan ức rồi nha. Tôi không có giết Mạnh Viên Ngoại đại nhân à. Ngươi nói không giết Mạnh Viên Ngoại, vậy khi án mạng xảy ra ngươi đang ở đâu? Thì tối vậy rồi, tôi tất nhiên tôi phải ngủ chứ. Nói như ngươi thì khi án mạng xảy ra không có người nào ở cùng với ngươi hết à? Đại nhân, tôi vẫn còn độc thân, chưa có thành thân, không có vợ, tất nhiên không có ai ngủ chung với tôi rồi. Nếu nói như vậy nghĩa là không có ai có thể chứng minh khi án mạng xảy ra lúc đó ngươi thật sự đang ngủ. Đại nhân, tuy không có ai chứng minh lúc đó tôi phải đang ngủ hay không, nhưng mà ngoài cái mặt nạ này ra, đại nhân, ngài cũng đâu có chứng cứ có thể chứng minh tôi giết Mạnh Viên Ngoại. Hơn nữa tôi còn là thái y, tôi là ngự ban thái y, tôi chỉ cứu người chứ làm sao giết người. Ngươi là thái y à? Đúng vậy, tôi tất nhiên là thái y rồi. Nếu như ngài không có tin, ngài hỏi họ đi, hai người đứng bên ngoài đó, họ có thể làm chứng. Hai người
có đồng ý làm chứng cho y không? Đại nhân, chúng tôi không có gì để nói. Trời, ăn nói gì kỳ cục vậy cha? Hai người sao vậy? Làm gì vậy? Đồ đệ, chuyện này không phải giỡn chơi đâu nghe. Chuyện này phải chém đầu đó. Thái Sang, Thái Sang, bộ mang làm chứng vô qua đây. Đủ rồi, vậy ấy về đây cho ta. Dạ. Người đừng ép một người khác nữa. Quỳ xuống. Đại nhân, tôi đây không phải là ép một người khác. Tôi là thái y thiệt mà. Tôi thật sự là thái y quốc chủ ngự bang mà đại nhân. Sang Sang, đúng, đồ đệ, mau làm chứng cho ta coi. Bây giờ đã là lúc nào mà còn cười hoài vậy trời? Lần này là đứt đầu đó. Thôi đủ rồi, ta hỏi ngươi lần nữa, có thật ngươi là ngự bang thái y không? Hoàn toàn là thật, không hề giả mạo. Được, ngươi nói ngươi không giả mạo, ngươi là ngự bang thái y, vậy thì ngươi lấy chứng cứ ra đi. Chứng cứ? À đúng, à đúng rồi, sao tôi lại quên mất tiêu vậy kìa. Nè, nếu tôi lấy ra rồi, ông đừng có giật mình nha, xem ông còn dám quên qua trước mặt tôi hay không. Chứng cứ đâu? Chứng cứ? Tôi đang tìm. Không có chứng cứ còn dám xưng mình là ngự bang thái y? Đại nhân, tôi... Người đâu? Dạ. Dạ. Giải đinh ngũ vị vào đại lao cho ta. Dạ. Đại nhân, đại nhân, tôi bị quán mà. Đại nhân, tôi quên đem theo bên mình rồi. Đại nhân à, Sang, đồ đệ, làm chứng cho ta đi. Đấy. Làm chứng cho ta đi, đồ đệ ơi. Sang. Đi mau. Nhìn lên. Trời ơi, đau không? Nhìn lên. Vô. Ngủ gì sư phụ? Đinh ngủ gì? Sao ông cũng vào đây vậy? Cũng tại tụi bay hại ta. Một người giết người không chịu nhận tội, một người nói hung thủ đeo mặt nạ quỷ. Làm quyền thế gia, biết ta từng mua mặt nạ quỷ nên bắt ta vào đây nè. Lần này ta không tính sổ với hai người là không được. Mở cửa ra, ta vào đó đánh họ một trận. Người nói gì hả? Đừng nói nhiều lời nữa. Hả? Đi vào. Bị bắt vào đây mà còn không giữ được hả? Vào đi. Sai gia. Đây. Cầm lấy. Thật ra tôi bị hàm quan. Quyền thế gia đồ bắt tôi đến xét hỏi. Mấy hôm nay làm phiền ngươi phải giúp đỡ ta rồi. Chút tiền này mong nhận giùm. Ngươi cũng biết quy tắc quá ha. Mấy hôm nay phải chăm sóc tốt Đinh Ngũ Dĩ đó nghe. Biết chưa? Dạ. Ta đi đây. Đã tạ. Ngũ Dĩ à? Hả? Sau này ngươi cần gì cứ nói với ta, ta sẽ đi làm liền. Ta đâu có cần gì đâu. Ta hiểu rồi. Ê, đại cháu ra, ta đi lấy chăn cho ngươi. Được. Trời. Chuyện gì vậy trời? Hả? Ngủ vậy? Ngươi có bạn bè đến thăm nè. Được. Ngủ gì ca? Còn dắt mặt tới đây sao? Muội. Nếu như có người không quan nghênh, vậy chúng ta về đi. Hả? Đợi đã. Huynh đệ ơi. Hả? Ta và bạn của ta có chuyện cần phải hàn huyên tâm sự. Ở đây ta tự làm được rồi. Nếu ngươi còn có việc thì ngươi... Vậy được. Ngươi nói đi. Có việc cứ gọi ta. Được. Đa tạ. Đa tạ nghe. Không có gì. Đa tạ. Chà, Ngũ Dĩ ca. Hả? Quynh giỏi thiệt đó. Ừ. Quynh chỉ mới vào vô đây thôi đã lấy được lòng các sai đại ca ở đây rồi. Quynh đúng là tài thiệt. Đúng đó. Quynh đã nói với muội rồi. Muội không cần phải lo lắng cho Ngũ Dĩ ca. Sao Quynh ấy sống trong nhà giam chịu khổ. Đúng vậy. Hai người còn có tâm trạng nói đùa với ta. Ta hỏi hai người, vừa rồi khi ở trên công đường, ta nhờ hai người làm chứng ta là thái y vô quốc chủ ngự bang. Sao hai người im lặng, cố tình chân khắp ta phải không? Đúng là không có nghĩa khí mà. Hả? Chúng tôi làm vậy là muốn tốt cho ông thôi. Muốn tốt cho tôi hả? Ừ. Hại tôi bị nhốt ở đây gọi là tốt cho tôi hả? Nhưng như tên quyện hồ đồ đó xử lưu tôi, xử trảm tôi thì phải làm sao? Trời ơi, Quynh yên tâm đi, muội không có đứng nhìn Quynh bị như vậy đâu mà. Nếu như tới lúc cấp bách thật sự, muội sẽ lấy thánh chỉ ngự ban thái y trước đó Quynh gửi ở chỗ muội
đưa cho Quyển Thái Gia đó xem. Vậy huynh, huynh để tờ thánh chỉ quốc chủ ngự ban thái y ở chỗ muội sao? Hèn gì trên cổng đường, huynh tìm khắp cửa cũng không tìm thấy. Hey, sang sang, nếu như thánh chỉ ở chỗ muội, giờ muội mang đưa cho Quyển Thái Gia xem đi. Đỡ máy xem đồ kêu ông ấy thả huynh ra. Không được, bây giờ vẫn không thể cho Dương Quyền lệnh xem được. Tại sao không thể thả? Nếu như bây giờ lấy thánh chỉ ra rồi ông được thả ra, vậy ông sẽ bị mất đi một cơ hội lập công kiếm tiền rồi. Lập công kiếm tiền? Lại là lập công kiếm tiền? Lúc đầu cũng vì tôi nghe ngài nói có thể kiếm tiền gì đó mới vào nhà của Mạnh Viên Ngoại. Trời ơi, kết quả chưa kiếm được bao nhiêu thì bị cho là hung thủ, bị nhốt trong này. Tôi nói ngài biết nha, lần này ngài có nói gì tôi không nghe đâu. Không nghe thật à? Không nghe. Lập công kiếm tiền, chả thèm. Muốn lừa tôi hả? Thiết ơi là tiếc, lúc đầu tôi nghĩ vụ án của Mạnh Viên Ngoại không có tiến triển gì hết, còn ông thì lại ở trong này, có lẽ có thể tìm được cơ hội điều tra manh mối gì đó, biết được càng nhiều chi tiết hơn. Có lẽ ông có thể trở thành đệ nhất công thần phá án rồi đó. Tiếc là ông không đệ muốn nghe ta nói. Đệ nhất công thần phá án. Ta thấy sang sang à, chúng ta về thôi. Cũng được. Ê, đợi đã, đợi đã. Đứng lại. Ngài vừa nói gì, phá gì, phá án gì, nói đi, công thần gì vậy? Hả? Ông thông minh như vậy, động não một chút đi. Chú ý động tĩnh của Trương Tam Bảo à, và Trịnh Quân Hàng nhiều một chút. Có lẽ ông sẽ phát hiện ra manh mối phá án đó. Đúng đó. Còn nữa nha, huynh nghĩ xem, Mạnh gia là phủ giàu có nhất ở đây. Nếu như huynh tìm được manh mối để phá án, vậy thì Mạnh phu nhân chắc chắn sẽ trọng thưởng cho huynh thật là nhiều, có phải vậy không? Chuyện này huynh nghĩ kỹ đi. Hay là bỏ đi sang sang à? Hả? Nếu như ngũ vị không muốn ở đây thì chúng ta đi lấy thánh chỉ ngự ban thái y cho Dương Quyền lệnh xem đi. Hả? Cũng được. Đi. Khoan, đừng đi. Chuyện này thôi thì vậy. Khoan đưa trước đã. Tôi tạm thời ở trong này trước không sao. Thật sao? Ông nghĩ kỹ chưa vậy? Không cần nghĩ rồi, được kiếm tiền, vậy tôi tạm thời chịu thiệt ở trong này, không có sao. Ê, nhớ nghe. Khoan đưa. Được, Quân không được hối hận đâu đó. Được, vậy hai người làm việc của mình đi ha. Vậy được. Ông nghỉ sớm đi. Được. Vậy đi, vậy đi. Trời ơi, ở tù mà cũng kiếm được tiền, đúng là chuyện tốt nhất trên đời mà. Thật không ngờ ngũ vị sư phụ lại là hung thủ giết hại lão gia nhà tôi. Phu nhân, tôi nghe người trong nha môn nói ông chủ hàng bán mặt nạ chỉ chứng ngũ vị sư phụ từng mua cái mặt nạ giống hệt mặt nạ của hung thủ, nhưng giờ vẫn chưa có phán xét cuối cùng. Quyền lệnh đại nhân chỉ nói ngũ vị đại sư cũng là một trong nhiều nghi phạm. Chẳng lẽ các ngươi vào nhà ta xem phong thủy chỉ là cái cớ? Thật ra các ngươi có mục đích khác. Không, phu nhân à, không phải như vậy đâu. Chúng tôi chỉ đơn thuần tới giúp bà thôi. Nếu như cô nói thật, vậy thì tại sao ngũ vị sư phụ lại mua mặt nạ hình mặt quỷ đó chứ? Giả lại còn giống hệt mặt nạ hung thủ đeo nữa. Mạnh phu nhân, ngũ vị sư phụ mua mặt nạ đó chỉ đơn thuần là thấy vui. Còn về tại sao lại giống hệt với mặt nạ hung thủ đeo, chắc chỉ là trùng hợp thôi. Trùng hợp? Phu nhân, tôi có thể lấy mạng của mình ra đảm bảo ngũ vị sư phụ tuyệt đối không phải là hạng người đó. Hơn nữa, tôi có thể bảo đảm với bà, chúng tôi sẽ nhanh chóng giúp bà tìm ra hung thủ thật sự. Mạnh phu nhân, cho tôi hỏi một chuyện. Nghe nói quý phủ kinh doanh một tiệm ngọc thạch buôn mây bán đất, vậy khoảng thời gian này ngoài một số khách hàng quen thuộc ra, có những khách hàng lạ hoặc là người lạ nào đó từng tới quý phủ không? Sở công tử, về chuyện này để tôi thay mặt phu nhân trả lời câu hỏi này. Lão gia nhà chúng tôi có quy định, những chuyện liên quan đến làm ăn tất cả đều bàn bạc ở bên ngoài hết, cho dù là khách hàng cũ hay khách hàng mới cũng không bao giờ dẫn về nhà. Ông nhất định phải nói thật với chúng tôi, có vậy chúng tôi mới giúp được cho quý phủ. Ông hãy nghĩ kỹ lại đi. Trịnh tổng quản nói rất đúng, lão gia nhà tôi chuyện làm ăn và gia đình phân chia rất rõ ràng, ông ấy không bao giờ dẫn khách hàng làm ăn về phủ. Sở công tử, tôi tin cậu thật lòng thật dạ giúp Mạnh gia chúng tôi.
cậu coi, lão gia nhà tôi chết thảm quá. Tôi cầu xin hai vị nhất định phải giúp tôi tìm được hung thủ thật sự. Ừ, đúng vậy, phu nhân nhà tôi nói rất đúng. Làm ơn hai vị giúp đỡ nhiều. Phu nhân, bà yên tâm, chúng tôi sẽ cố gắng hết mình. Được. Phu nhân, nhắc đến chuyện làm ăn, từ sau khi lão gia qua đời, chuyện làm ăn ở tiệm Ngọc Thạch đến giờ vẫn chưa có người trông coi. Có phải bà nên dành thời gian đến phân tiệm coi thế nào hay không? Bây giờ ta đâu còn tâm trạng lo chuyện của tiệm nữa. Nhưng chuyện làm ăn không ai trông coi là không được. À, hay là như vậy, hay là để thiếu gia thừa kế sự nghiệp này của lão gia đi. Cái gì? Ông muốn giao tiệm đó cho Sĩ Kiệt? Nhưng mà Sĩ Kiệt nó chưa bao giờ trông coi chuyện làm ăn. Phu nhân, con nói nghiệp gia là một chuyện rất hợp lý. Tuy trước giờ thiếu gia chưa từng tiếp xúc với chuyện làm ăn, nhưng tôi cảm thấy có trưởng quầy của các phân tiệm các nơi ở kế bên hỗ trợ, chắc không có vấn đề gì đâu. Thôi được, vậy cứ làm theo lời ông nói đi. Đợi Sĩ Kiệt thành thân rồi thì giao cho nó tất cả những sản nghiệp của Mạnh gia. Vừa rồi huynh hỏi Mạnh phu nhân là vì muốn biết có khi nào là khách hàng làm ăn của Mạnh gia lẻn vào trong phủ hành hung hay không. Mạnh phu nhân nói trước giờ Mạnh viên ngoại không có dẫn khách hàng về nhà, còn hung thủ sau khi giết người có thể nhanh chóng rời khỏi Mạnh gia. Điều này chứng tỏ người này biết rất rõ về Mạnh phủ. Nếu chưa từng vào Mạnh gia thì không thể nắm rõ Mạnh phủ như lòng bàn tay được. Ừ, cho nên hung thủ rất có thể chính là người của Mạnh phủ. Hả? Hung thủ là người của Mạnh phủ? Ừ, rất có thể. Vậy Quân Hàn là hung thủ thật rồi? Không, Trịnh Quân Hàn chỉ là bị nghi ngờ, tới giờ huynh vẫn chưa thể khẳng định được. Vậy còn có thể là ai? Ngày mai muội đi với huynh, có phải người của Mạnh phủ hay không, chúng ta sẽ tìm được manh mối nhanh thôi. Thưa đại ca. Hả? Hả? Ngủ dậy có chuyện gì? À, tôi ở mình buồn quá à, ngươi nhốt tao qua bên đó. Được 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 được, đi. Ngủ dậy vô đi. Đa tạ. Sao ông qua được đây? Sao ta qua được đây hả? Ý. Có những chuyện nghe, chỉ cần nhờ vào nó thôi là làm được liền à. Cho ngươi đó ha. Ê, sau này đừng có đi ăn trộm nữa. Nội ta biết. Tại sao ngươi giết Mạnh viên ngoại chi? Bọn bị điên hả? Hôm đó ở trên công đường tôi đã nói rõ ràng lắm rồi, người giết Mạnh viên ngoại không phải là tôi, là người mặt quỷ đó. Ai ơi, ngươi đó, đừng có lừa ta nữa. Làm gì có người mặt quỷ trong này? Thật ra ta biết lâu rồi, ngươi chính là hung thủ giết người. Nhưng mà vì ngươi sợ nhận tội, bị phán xử, lúc đó không thể chăm sóc người mẹ già 80 tuổi và còn 4 đứa con thơ dại, đúng không? Ông nói cái gì tôi không hiểu. Ngươi mà không hiểu gì hả? Ta bảo à, ngươi cũng là người thông minh. Ta cho ngươi biết, chỉ cần ngươi nhận tội là ta được thả liền. Ta mà được thả
thì ta hứa với ngươi, ta sẽ giúp ngươi chăm sóc cả nhà của ngươi. Như vậy ngươi yên tâm rồi chưa? Hả? Tôi đâu có giết người, tại sao tôi phải nhận tội chứ? Trời ơi, ta cũng đã hứa là sẽ chăm sóc cả nhà ngươi rồi mà ngươi vẫn không chịu nhận tội là sao? Ngươi đi nhận tội đi. À, ta biết rồi. Ngươi sợ nhận tội sẽ bị phán tội chết chứ gì? Không có sao đâu. Tục ngữ có câu, có tiền mua tiên cũng được. Ta sẽ thay ngươi ra một số tiền đưa cho Quyện Thái Gia, nhờ ông ấy phán nhẹ tội cho ngươi. Ngươi nhận tội đi, xử ngươi ngồi tù có mấy năm chơi thôi à. Trời ơi, tôi phải nói ông bao nhiêu lần ông mới tin tôi đi. Tôi chỉ tới đó trộm đồ chứ không có giết người. Tại sao tôi phải nhận tội chứ? Nếu như ông không tin, tôi có thể thề với trời đất. Ngươi thề? Ngươi thề mà có ứng nghiệm thì ngươi đã bị sét đánh chết rồi. Không cần biết ông có tin hay không, tóm lại tôi không hề giết người. Nhìn bộ dạng đó của Trương Tam Bảo không có giống như người đang nói dối. Nhưng mà nếu như hắn không giết chết Mạnh Viên Ngoại, vậy thì hung thủ là ai? Hả? Chẳng lẽ là Quân Hàn thật sao? Ta nói Quân Hàn ơi, có chuyện này tôi luôn muốn hỏi cho rõ ràng. Thật ra là nguyên nhân gì mà ngươi phải giết chết Mạnh Viên Ngoại chi? Lão già tôi đối với tôi ân cao như núi, tôi đền đáp còn không kịp nữa là sao có thể giết ông ấy chứ? Đừng có giả bộ nữa mà. Thật ra ta đã biết lâu rồi, ngươi rất thích Tuệ Chi tiểu thư. Khi Mạnh Viên Ngoại đem Tuệ Chi tiểu thư gả cho Mạnh Sĩ Kiệt thiếu gia, chẳng lẽ ngươi không có ý kiến gì hết hay sao? Biểu tiểu thư gả cho thiếu gia, cô ấy sẽ hạnh phúc. Tôi chỉ mừng cho cô ấy thôi, làm sao có ý kiến gì chứ? Ngươi nghĩ vậy thiệt hả? Nhưng mà ta nói cho ngươi biết nè, cái gọi là tình yêu chính là ích kỷ. Chẳng lẽ ngươi đứng nhìn Tuệ Chi tiểu thư gả cho Sĩ Kiệt thiếu gia vậy mà trong lòng ngươi không thấy xốn xang, không cảm thấy bức bối chút nào hết sao? Ta nói ngươi biết nè, chắc chắn là ngươi có. Cho nên ngươi mới giết chết Mạnh Viên Ngoại để ngăn cản hôn sự này, đúng không? Hãy cười. Công nhận ông giỏi thêu dệt chuyện thiệt. Đáng tiếc là tôi không phải là hạng người như ông nghĩ. Ta thiêu dệt ta. Đúng vậy, tôi nói ông biết, đúng là tôi rất thích biểu tiểu thư. Đó. Nhưng mà tôi càng hy vọng cô ấy được hạnh phúc. Nếu như cô ấy có thể thành thân với thiếu gia, đó là một chuyện tốt. Huống chi tôi chỉ là đầy tớ, không xứng với cô ấy. Vậy sao? Tất nhiên là vậy rồi. Được rồi, chuyện đến nước này tôi nói cho ông biết cũng không sao. Nhưng mà biểu tiểu thư thành thân với thiếu gia là cô ấy tự bỏ đi. Sau khi tôi tìm được cô ấy, còn khi cô ấy trở về, tôi làm như vậy chính là hy vọng biểu tiểu thư có thể có được một hạnh phúc thật sự. Cho nên ngươi không có giết Mạnh Viên Ngoại? Trời ơi, tôi đã nói rõ hết mọi chuyện rồi, không có là không có. Quân Hàn à, ngươi giả bộ cũng hay thiệt đó nghe. Nhưng mà theo kinh nghiệm tôi ở ngoài giang hồ bao nhiêu năm trời, những người làm chuyện xấu xa vẻ bề ngoài giống hệt như ngươi à, ra vẻ mình là một người rất là tốt nhưng mà thật ra trong lòng xấu bánh chành hả? Ông đúng là càng nói càng quá đáng ha. Ta, tôi nói cho ông biết, thật ra tôi cũng giống như ông vậy, cũng hy vọng có thể sớm ngày bắt được hung thủ thật sự đã giết lão gia để an ủi vong linh ở trên trời của người. Hay ơi, ngươi tưởng Đinh Ngũ Vị này hả? Vậy bị mắc lừa lắm sao? Ngươi đó, đừng có hòng lừa được ta. Chàng trai trẻ, có nhiều lúc người ta vì tình cảm nhất thời hồ đồ thì cũng còn tha thứ được. Nếu ngươi có lương tâm, thật lòng đi hối cải thì hãy can đảm lên, đi nhận tội đây. Tôi không có giết lão gia. Ông kêu tôi nhận tội gì? Tôi cho ông hay, tôi tuyệt đối không nhận tội, tuyệt đối không nhận. Tức ơi là tức. Người này không chịu nhận tội, người kia tội không nhận, vậy rốt cuộc ai là hung thủ? Chẳng lẽ ta là hung thủ?
Đi thông thả. Mua đi, mua mặt nạ đi. Mua mặt nạ đi, mua đi, mua đi. Mang thầu đi. Hai vị chẳng phải là bạn của Đinh Vũ Dĩ sao? Đúng vậy. Hôm nay có chuyện này muốn nhờ ông. Chắc không phải là nhờ tôi đi nói dối với Huyện lão gia là Đinh Ngũ Dị chưa từng mua mặt nạ chứ? Không phải, không phải. Tôi chỉ muốn hỏi ông chuyện này. Ngoài Đinh Ngũ Dị tới chỗ của ông mua mặt nạ hình dạng người mặt quỷ này ra, ông có còn ấn tượng còn ai tới đây mua mặt nạ quỷ kiểu này không? Còn ai mua nữa? Công tử à, thành thật xin lỗi. Chỗ này ngày nào cũng đông khách như vậy, tôi thật sự không thể nhớ được còn có ai mua loại mặt nạ này nữa. Ông thật sự không có chút ấn tượng gì sao? Chuyện này... mang thầu đi. Ông chủ à? Cô nương. Cái này bán sao vậy? 2 văn tiền. Tiền đây. Đa tạ, đi thông thả. Công tử à, không phải là tôi không muốn giúp cậu, nhưng cậu coi, chỗ này ngày nào khách hàng đều qua lại tấp nập, tôi thật sự không có cách nào nhớ từng người một được. Thiên Hữu ca, buôn bán ở chỗ này đúng là đắt thật. Hơn nữa đông người như vậy, y làm sao mà nhớ hết được từng người một chứ? Đúng rồi. Ông chủ Tiêu à? Ông đứng ở đây bán cả ngày có thể kiếm được bao nhiêu? Kiếm được 5 lượng bạc không? 5 lượng? Công tử à, cậu biết nói đùa thật. Tôi chỉ là buôn bán nhỏ thôi. Nếu một ngày có thể kiếm được 1 lượng bạc thì đó đã là Bồ Tát phù hộ rồi, chứ đâu dám nghĩ một ngày kiếm được 5 lượng. Ông chủ Tiêu à, chỗ này là 10 lượng bạc cho ông. Cái gì? Công tử, 10 lượng bạc này cho tôi hả? Đúng vậy. Tôi bao hết cả ngày hôm nay buôn bán của ông. Bao hết? Sao hả? Không đủ à? Đủ rồi. Đa tạ công tử. Tất cả mặt nạ này cậu cứ lấy hết đi hả? Cứ lấy hết đi. Hay quá rồi. Đúng là giống như đang nằm mơ vậy. Chỉ một tháng là kiếm được 10 lượng bạc rồi. Không phải là ông đang nằm mơ hả? Chỉ cần ông đồng ý đi với chúng tôi một chuyến, tôi có thể đưa cho ông thêm 10 lượng bạc nữa. Đưa thêm 10 lượng bạc? Nhưng mà cậu muốn tôi đi đâu? Chuyện này chỉ cần ông tới đó rồi ông sẽ biết thôi. Sao hả? Có đi không? Đi, đi, tất nhiên là đi rồi. Ngân lượng mà ai mà không muốn chứ. Đa tạ công tử. Biểu tiểu thư, Mão Phượng và lễ phục thành thân của cô đã mang tới. Biểu tiểu thư, thấy cô như vậy tôi cũng buồn lắm. Hay là cô đi nói thẳng với phu nhân, không muốn gả cho thiếu gia. Bây giờ cô nói gì cũng đã quá muộn rồi. Sao lại muộn được? Chỉ cần cô và thiếu gia chưa thành thân là có thể nói với phu nhân. Người cô yêu là Quân Hàn mà. Tiểu Quyên, bây giờ ta yêu ai đã không còn quan trọng nữa. Quan trọng nhất là căn nhà này từ nay về sau đừng xảy ra chuyện gì nữa. Ngũ vị sư phụ trước đó từng nói, chỉ có tổ chức hỷ sự mới có thể xua tan hết dựng xui trong nhà. Nhưng mà cho dù là vậy cũng không thể hy sinh hạnh phúc của cô được. Chỉ cần trong nhà có thể bình an vô sự, sự hy sinh của ta có là gì chứ? Muốn gì khi di phụ còn sống lại yêu thương ta như vậy? Ta lấy sĩ kiệt là cách duy nhất có thể đền đáp công ơn của người. Nhưng mà... Đủ rồi, ngươi đừng nói nữa. Mau đưa ta mũ phượng đi, để ta đổi thử. Dạ, biểu tiểu thư. Ông chủ Tiêu, ông nhìn xem hai người ở trong phòng này đi, họ có từng tới chỗ ông mua mặt nạ hay không? Sao cô nương, hai cô gái ở trong phòng tôi chưa từng gặp bao giờ, tôi không quen họ. Đi theo tôi. Được. Ông nhìn thử xem. Thiếu gia, cậu mặc lễ phục tân lang này đúng là rất khôi ngô. Tôi thấy trên đời này không ai sánh bằng cậu hết đó. Không có, không có mua. Được, tôi dẫn ông tới chỗ khác xem thế nào. Được. Đi. Tử Lý, ngươi qua đây một chút. Hả? Ra ngoài mua chút giấy đỏ đi. Ông nhìn kỹ đi. Đâu? Hả? Họ có từng mua không? Không có. Đi.
thế nào? Ở đây có ai tới cho ông mua mặt nạ không? Không có. Đi theo tôi. Phu nhân, đây là những món ăn trong yến tiệc ngày mai của thiếu gia và biểu tiểu thư. Tôi đã chọn sẵn hết rồi. Bà xem bà có thể đổi món nào hay không vậy? Trình tổng quản, ta không có ý kiến. Món ăn trong yến tiệc cứ làm theo như ông đã chọn đi. Dạ phu nhân. Chính là ông ta. Cái gì? Ông ấy từng mua mặt nạ của ông sao? Đúng vậy, đúng là ông ta. Ông ta đã từng mua mặt nạ hình quỷ của tôi. Ông chủ Tiêu, ông thật sự khẳng định Trình tổng quản từng mua mặt nạ quỷ đó của ông chứ? Đúng là ông ta. Vừa rồi tôi nghe giọng nói của ông ta và tướng đi của ông ta, tôi cảm thấy ông ta đúng chính là người hôm đó đã mua loại mặt nạ quỷ của tôi. Tôi còn nhớ hôm đó khi ông ta tới mua, lúc đó trời rất tối. Tôi đang chuẩn bị dọn dẹp tất cả mặt nạ ở trên đất. Sau khi dẹp xong, vừa định dọn hàng về nhà. Ơ, khách quan, ông mua mặt nạ hả? Ông chủ, cái này bao nhiêu vậy? Tôi sắp dọn hàng rồi, bán rẻ một chút. Một cái 2 đồng. Được, tôi mua cái này. Đa tạ, đa tạ. Khách quan, tôi vẫn chưa thối tiền cho ông mà. Không cần đâu. Nghe ông kể như vậy, Trình tổng quản đúng là đã mua mặt nạ hình mặt quỷ đó của ông rồi. Nghĩ lại đúng là đáng sợ. Ông sợ cái gì? Tôi đã kể chuyện này cho cô cậu nghe. Lỡ bị ông ta phát hiện ra, tôi lo là ông ta sẽ đến tìm tôi trả thù. Ông đừng sợ. Chuyện này chỉ có ba chúng ta biết thôi. Hả? Nhưng ông nói cũng rất có lý. Đi. 20 lượng bạc này cho ông. Ông ở nhà dài hôm, phải cẩn thận đó. Nghỉ bán dài hôm đi. Đa tạ công tử. Đa tạ xa xa cô nương. Xin cáo từ. Đi thông thả. Đúng là lạ thật. 20 mấy năm nay, Trịnh tổng quản luôn xem chuyện của Mạnh gia là quan trọng nhất. Đối với Mạnh viên ngoại có ơn cứu mạng ông ấy càng trung thành hết mực. Nhất là sau khi Mạnh viên ngoại bị giết, điều tra ra Quân Hàng là hung thủ, ông ấy không màng đó là con trai của mình vì nghĩa quên thân. Nô tài trung thành như vậy trên đời này khó tìm lắm. Quỳnh nói đi, sao mấy có thể là hung thủ giết chết Mạnh viên ngoại được chứ? Sơn Sơn, chúng ta không thể vì ông ấy có mua mặt nạ hình mặt quỷ đó mà khẳng định ông ấy chính là hung thủ giết người. Còn phải điều tra xác minh nữa. Vậy ta phải điều tra Trịnh tổng quản như thế nào đây? Qua đi. Phu Hoàng. Dạ. Ngày mai là ngày đại hỷ của thiếu gia. Ta cảnh cáo ngươi, tối nay ngươi không được dẫn cậu ấy ra ngoài mua vui nữa. Trình tổng quản, tôi dẫn thiếu gia đi mua vui hồi nào chứ? Trời ơi, ngươi đừng có chối. Hôm đến Di Xuân Viện chẳng phải ngươi dẫn đi sao? Tại vì hôm đó thiếu gia. Thôi được rồi, đừng giải thích nữa. Tóm lại ngươi nhớ kỹ, từ nay về sau không được dẫn thiếu gia đến những kỷ viện đó mua vui nữa. Dạ. Ha. Bây giờ ngươi theo ta về phòng. Ta có vật này nhờ ngươi đưa cho thiếu gia. Đi. Dạ. Giờ đây, ta đi lấy cho ngươi. Phúc An. Hả? Đưa miếng ngọc bội này cho thiếu gia. Ngay ngày thiếu gia thành thân, nhất định phải đeo cho cậu ấy. Nhưng mà đừng nói là ta tặng. Tổng quản, tại sao vậy? Ông sợ thiếu gia không chịu nhận có phải hay không? Ê, ngươi đừng hỏi nhiều nữa. Nhớ đó, nhất định phải đeo cho cậu ấy ha.
Dạ. Đi đi, còn rất nhiều chuyện phải làm nữa. Dạ dạ dạ. Hai gạch rồi, lại thêm một gạch nữa. Nè, ông nhìn đi, ông mới bị nhốt 2 ngày đã vẽ được 2 gạch mà đã than ngắn thở dài. Ông nhìn bên đây nè, tôi nhiều hơn ông tới 10 mấy gạch lận đó. Ta đâu có giống người hả? Ta bị quan, còn ngươi là đáng đời. Đáng đời? Ai biểu vào nhà của mạnh viên ngoại ăn trộm ăn cắp ở trong đó? Ông tưởng tôi muốn lắm hả? Tôi cũng chỉ bất đắc dĩ mà thôi. Mấy lời này ta nghe nhiều quá rồi ha. Có tên nào làm ăn trộm mà không nói câu bất đắc dĩ đó? Ta biết ngươi không còn cách nào hơn, đúng không? Ngươi còn không muốn làm ăn trộm, nhưng ngươi còn phải nuôi người mẹ già 80 tuổi và 4 đứa con thơ, cho nên ngươi mới bất đắc dĩ trộm 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 trộm, đúng không? Trời đại ca, thật ra nếu như ngươi muốn, ngươi có thể kiếm một công việc đàng hoàng để làm. Tuy số tiền kiếm được không nhiều lắm, nhưng tuyệt đối có thể nuôi sống cả nhà ngươi. Ý ngươi nói là giống như ngươi làm đầy tớ cho người ta sao? Vậy thì tới bao giờ tôi mới dành dụm đủ tiền chữa mắt cho muội muội ta đây? Vậy mắt của nó đến khi nào thì mới nhìn thấy được? Đó, thấy chưa, thấy chưa? Bây giờ lại thêm một muội muội nữa hả? Chẳng phải ngươi nói ngươi có bà mẹ già 80 tuổi còn 4 đứa con thơ hay sao hả? Bây giờ lại thêm một muội muội à? Thấy chưa, lừa đảo, đúng là lừa đảo. Ốc, sao? Nếu như ông không tin, tôi có thể thề với trời đất. Khỏi thề, mấy nào thề xạo lắm. Ngươi đừng có hòng dùng chiêu này lừa ta. Dùng chiêu khác đi con. Chiêu này 3 tuổi ta đã biết dùng rồi, xưa rồi cưng ơi. Thật ra tôi có muội muội là thật. Tôi không có mẹ già 80 tuổi, cũng như là 4 đứa con. Tôi chỉ có một muội muội mà thôi. Huynh muội sống nương tựa lẫn nhau. Chỉ có một muội muội thật sao? Chỉ có một muội muội này thôi. Tên của nó gọi là Sảo Ngọc, nhỏ hơn ta 5 tuổi. Đáng lẽ nó có một đôi mắt tròn xoe và long lanh như vậy nè. Nhưng mà năm nó 4 tuổi, mắc phải một bệnh nặng. Mẹ tôi nói đi mượn tiền trị cho nó, nhưng mà đi rồi lại không thấy trở về nữa. Hả? Cái gì? Con gái bệnh nặng làm mẹ mà bỏ đi? Không thể nào. Sao lại không thể chứ? Cha tôi chết sớm, muội muội tôi không phải là con ruột của bà ấy mà. Cô ấy không phải là con ruột của mẹ huynh. Đúng vậy. Lúc đó mẹ tôi là một nhũ mẫu của một hộ gia đình giàu có, nhưng không hiểu tại sao nhà đó đột nhiên chết hết trong vòng một đêm. Sau đó mẹ tôi đã dẫn muội muội về nuôi. Có lẽ bà cảm thấy nó không phải là con ruột, không đáng tốn tiền chữa bệnh cho nó, cho nên sau cùng bỏ mặc chúng tôi sống hay chết, đi mất rồi. Đáng ghét, trên đời này sao có người nhẫn tâm như vậy chứ? Con mắc phải bệnh nặng, mẹ thì bỏ đi chơi. Sao đó sao? Huynh muội hai người sống thế nào? Còn sống thế nào nữa? Tất nhiên là tôi phải săn sóc cho muội muội tôi rồi. Lúc đó bệnh của Sảo Ngọc rất nặng, tôi rất lo nên dẫn nó đi tìm đại phu. Nhưng vì không có tiền, đại phu lại không chịu khám, nên tôi không còn cách nào khác, đành phải đi móc túi người ta. Vì lần đầu vẫn còn non tay, chắc người bị bắt đúng không? Không những bị bắt mà còn bị người ta đánh cho một trận nữa. Ngày xưa ta cũng y chang, lúc nhỏ lăn lộn ngoài đời cũng từng bị bắt vậy. Bị bắt hết mấy lần thì nó có kinh nghiệm hơn và cũng thành thạo hơn. Đúng vậy, cũng may số tôi còn hên. Có một hôm tôi lấy cắp được một số tiền, tôi liền vội vã chạy về nhà dẫn muội muội tôi đi chữa bệnh. Kết quả đại phu nói rằng mắt của nó đã bị mù rồi. Vậy sau đó ngươi và muội muội của ngươi sống nhờ vào nghề móc túi của ngươi hả? Đúng vậy. Lúc đầu tôi cũng không muốn móc túi người ta,
nhưng mà tôi lại không hề biết tới một kề nào, cho nên tôi mới... Phải, ta biết rồi. Thật không ngờ thân thế của ngươi còn đáng thương hơn ta. Thật ra quen rồi cũng không có gì. Tuy cuộc sống của hai huynh muội tôi có hơi cơ cực một chút, nhưng mà cũng rất hạnh phúc. Nhưng bây giờ tôi bị nhốt ở trong này, cũng không biết đến khi nào mới được thả ra. Tôi rất lo cho muội muội tôi, không biết nó phải sống như thế nào nữa. Thì không ngờ người làm ca ca như ngươi lại quan tâm đến muội muội như vậy. Ta rất nể ngươi. Ông nể tôi như vậy thì có ích gì? Nếu tôi không sớm ngày rời khỏi đây, tôi lo là muội muội tôi sẽ bị đói mà chết. Không sao, ta đợi ta ra ngoài, ta sẽ đến nhà con ngươi chăm sóc muội muội ngươi cho ha. Đợi ông ra hả? Cũng không biết đợi đến lúc nào nữa. Nói không chừng muội muội của tôi đã đói chết từ lâu lắm rồi. Trời ơi, Tam Bảo à. Ủa vậy à? Bạn ngươi đến thăm ngươi nè. Xin lỗi nha, đồ đệ ta tới rồi, không nói với ngươi nữa. Bố vị hả? Trong này đều là món ông thích, sang sang nấu cho ông đó. Tôi biết ngay mà, sang sang quan tâm tôi nhất mà. Là phiền ngươi rồi. À được, đúng rồi đồ đệ à. Sang sang sao không đến? Đi tìm Dương Quyền Lệnh rồi. Tìm Dương Quyền Lệnh hả? Cô ấy lấy thánh chỉ của tôi đưa cho Dương Quyền Lệnh để cứu tôi ra hả? Tất nhiên là không phải. Hả? Để ông tìm được manh mối phá án, cô ấy lập tức đưa thánh chỉ đó cho Dương Quyền Lệnh xem mà. Trời ơi, tôi thấy là không cần tìm manh mối nữa. Theo quan sát của hai hôm nay, Trương Tam Bảo thực chất không thể là hung thủ giết người. Còn Quân Hàng hả? Tuy hắn luôn bị nói hắn không phải là hung thủ giết chết Mạnh Viên Ngoại, nhưng mà dựa theo sự phán đoán trực giác của tôi, hung thủ tuyệt đối là hắn ta. Vậy sao? Chính là hắn. Phu nhân, phu nhân, bà coi hôm lễ bố trí vậy bà vừa ý không? Rất tốt, rất tốt. Nếu lão gia còn sống, nhìn thấy được vậy, ông ấy chắc chắn cảm thấy rất an ủi. Hai phu nhân, hôm nay là ngày đại hỷ, không được khóc phải cười mới đúng chứ. Đúng, phải cười, phải cười. Biểu tiểu thơ, hôm nay cô rất đẹp. Đa tạ. Biểu tiểu thơ, giờ lành đã đến. Trịnh tổng quản mời cô ra đại sảnh bái đường. Giờ lành đến, từng làng từng nương bái đường. Từng làng từng nương nhất bái thiên địa. Quan, bắt Trịnh Thu cho ta. Dạ. Đây, nhanh lên. Đây, đây. Các người làm gì vậy? Làm gì vậy hả? Nhanh lên, dùng ta đi. Dạ. Đợi đã, thật ra có chuyện gì? Tại sao phải dẫn Trịnh tổng quản đi? Mạnh phu nhân, chúng tôi nhận được tin lúc đó Trịnh tổng quản từng tới chỗ của Tiểu Lương mang mặt nạ hình quỷ, hơn nữa rất giống với mặt nạ hung thủ đeo khi giết mình viên ngoại. Dẫn đi. Dạ. Đi. Lẹp các người làm gì vậy hả? Thôi tao đó. Trịnh Thu, tại sao ngươi giả dạng thành người mặt quỷ giết chết Mạnh Viên Ngoại hả? Đại nhân, quan cho tôi quá. Tôi không có giết lão gia nhà tôi, tôi làm sao có thể giết lão gia được? Vậy cái mặt nạ hình mặt quỷ tìm thấy dưới gầm giường của ông giải thích sao đây? Đây đúng là quan cho tôi. Tôi không biết mặt nạ gì hết. Tôi cả không biết dưới gầm giường tôi sao lại có mặt nạ. Tiêu Lương. Có Thảo Dân. Ngươi có nhận ra người này không? Dạ nhận ra chứ, tôi còn nhớ rất rõ.
Hôm đó khi ông ấy đến mua mặt nạ, trời đã rất tối, tôi cũng sắp dọn hàng rồi. Ông ta mua xong mặt nạ đưa tôi một lượng bạc, còn nói không cần thối. Người nói ta mua mặt nạ của người, vậy ta hỏi người, hôm ta mua là hôm nào? Chuyện này... Người khẳng định ta là người đã mua mặt nạ của người, còn nói là tối hôm đó ta đến mua mặt nạ trước khi ngươi dẹp hàng, thì ngươi phải nhớ được hôm đó là hôm nào mới đúng. Tại sao bây giờ ngươi ấp a ấp úng vậy hả? Tiêu Lương, rốt cuộc là ngày nào Trịnh Thu đến chỗ ngươi mua mặt nạ hình mặt quỷ đó hả? Đại nhân à, tôi thật sự không nhớ rõ. Ngươi không nhớ rõ ngày nào ta mua của ngươi, nhưng lại khẳng định tối hôm đó khi ngươi sắp dẹp hàng đến chỗ ngươi mua mặt nạ. Ngươi không thấy ngươi nói vậy mâu thuẫn lắm sao? Đại nhân, lời của Tiêu Lương thật sự không đáng tin. Thảo dân tuyệt đối không mua mặt nạ, tôi cũng không giết chết lão gia nhà tôi. Đại nhân, ngài nhất định phải tin tôi. Nếu như ngài không tin tôi có thể thề với ông trời. Đúng vậy đại nhân, hai mươi mấy năm nay trước giờ Trịnh Thu luôn trung thành với Mạnh gia chúng tôi, nhất là sau khi lão gia của tôi qua đời. Con của ông ấy quân hàn bị nhốt trong đại lao, nhưng mà ông ấy vẫn dùng hết tâm trí vào tất cả mọi chuyện của Mạnh gia chúng tôi. Người hầu trung thành như ổng tuyệt đối không thể nào giết lão gia của tôi được. Đại nhân, tôi cũng hy vọng có thể sớm ngày bắt được hung thủ giết chết cha tôi. Nhưng đối với sự trung thành của ông ấy đối với nhà chúng tôi, ông ấy tuyệt đối không phải là hung thủ, càng không có lý do giết cha tôi. Đại nhân, năm xưa tôi ngất xỉu, xém chút chết đói ngoài đường, là lão gia ông ấy đã cứu tôi. Ông ấy là ân nhân cứu mạng của tôi, là ông ấy cứu sống tôi. Sao tôi có thể giết chết ông ấy được? Đại nhân, tôi là con người chứ không phải là cầm thú. Nếu như tôi giết lão gia nhà tôi, vậy tôi không bằng cả loài cầm thú nữa rồi. Được, Trịnh Thu, ông luôn miệng nói ông không phải là hung thủ giết người. Vì bổn quan hỏi ông, mặt nạ hình mặt quỷ được giấu dưới gầm giường của ông rốt cuộc là thế nào? Đại nhân, tôi thật sự không biết đâu có cái mặt nạ đó. Nếu đại nhân khăng khăng bắt tôi giải thích, tôi nghĩ có khi nào là quân hàng nó mua mặt nạ đó rồi, sau khi giết chết lão gia nó giấu dưới gầm giường của tôi hay không? Ý ông là con trai của ông giấu nó ở dưới gầm giường của ông? Đúng vậy. Trịnh Quân Hàng là con ruột của ông, hắn muốn hại ông sao? Không phải, tất nhiên tôi tin nó không cố ý hại tôi. Nhưng mà tôi nghĩ đi nghĩ lại, tôi chỉ có thể nói chắc là sau khi quân hàng giết lão gia rồi, nhất thời rối bời, không biết phải giấu cái mặt nạ ở đâu. Vậy cấp bách quá nên tạm thời giấu dưới gầm giường của tôi. Vụ án này không đủ chứng cứ, dời ngày xét xử. Người đâu? Dạ. Giải Trịnh Thu vào đại lao chờ xét xử. Dạ. Dạ. Bãi đường. Dạ. Đây, nhanh lên. Đi, nhanh lên. Hôm nay là ngày gì vậy? Lại có thêm một người khách đến trọ. Lần này có bộ đông vui à nha. Đó là người tránh sang bên coi. Vào đây. Vô đi. Quân Hàng, Quân Hàng, ngươi nhìn ai kìa? Quân Hàng, mau nhìn đi. Cha, sao cha lại bị bắt vào đây? Thật ra xảy ra chuyện gì vậy? Con còn dám hỏi ta xảy ra chuyện gì nữa hả? Bản thân con giết lão gia nhưng lại không nhận tội, còn giấu mặt nạ quỷ gì đó dưới gầm giường của ta. Bây giờ báo hại Nguyễn Thái Gia, hiểu lầm ta là hung thủ. Không có, cha, con thật sự không có. Con không hề giấu mặt nạ dưới gầm giường của cha. Cha phải tin con. Quân Hàng, ngươi thật là quá đáng. Không ngờ ngươi lại giấu mặt nạ dưới gầm giường của cha ngươi để hãm hại cha mình. Ngươi bất hiếu quá rồi. Ta đập chết ngươi. Đập chết ngươi. Ta thật sự không có. Cha, con thật sự không giết lão gia. Con cũng không giấu mặt nạ dưới gầm giường của cha. Cha nhất định phải tin con. Đến cả lão gia mà con cũng giết, kêu ta làm sao tin con đây? Con nè, Trịnh tổng quản, tôi thấy quân hàng không tồi tệ tới vậy, chắc không phải là do y giết Mạnh Viên Ngoại đâu. Nếu không y cũng không cần lấy cơm tới bái Mạnh Viên Ngoại trước khi ăn cơm mà.
Sao ngươi ngu quá vậy? Ta bảo hả, quân hàng bái tế Mạnh Viên Ngoại là vì hắn chột dạ, hắn giết chết Mạnh Viên Ngoại à, sợ quan hồn của Mạnh Viên Ngoại đến đây tìm hắn cho nên mới lấy cơm bái tế ông ấy, ngươi biết chưa? Nhưng mà không được nói tốt cho hắn. Quân hàng, ngươi xem ngươi giết người rồi, hại ta bị oan ức, cũng hại luôn cha của ngươi, ngươi mau nhận tội đi. Tam bảo hắn còn một mũi bị mù, đang đợi hắn về chăm sóc đó kìa. Đồ bất hiếu. Quân hàng, bây giờ ta nói con biết, nếu như con còn có lương tri thì hãy mau nhận tội đi, đừng liên lụy đến những người khác nữa. Cha, con thật sự không giết hại lão gia. Hơn nữa con cũng tin rằng cha tuyệt đối không giết lão gia. Quân hàng, con thật sự làm cha thất vọng. Quân công tá nuôi con khôn lớn như vậy. Cha, con giết người còn không chịu nhận, ngươi thiệt là. Cái tên Trịnh Thu này đúng là xảo quyệt, xấu xa vô cùng. Không những không chịu thừa nhận mình đã từng mua mặt nạ, mà còn nói là quân hàng lén lút giấu mặt nạ dưới gầm giường của ông ta. Trên đời này làm gì có người cha như vậy chứ? Ừ, thái độ của Trịnh Thu đối với Trịnh Quân Hàng đúng là có chút hơi lạ. Ừ, thông thường mà nói cho dù như thế nào, người làm cha không thể nào đẩy hết trách nhiệm lên người của con trai mình được đâu. Có khi nào Quân Hàng không phải là con ruột của Trịnh Thu mà là lượm về hay không? Nhưng mà cho dù là lượm về, đã làm cha con hết 20 mấy năm cũng phải có tình cảm chứ. Ông ta đâu có thể làm như vậy được. Sang Sang, có một chuyện này chúng ta phải mau điều tra cho rõ. Nếu như Trịnh Thu đúng là hung thủ giết chết Mạnh Viên Ngoại, vậy động cơ của ông ta là gì? Có lẽ vì muốn chiếm đoạt của cải của Mạnh gia. Không, nếu là vì muốn chiếm đoạt của cải, vậy thì tại sao mấy hôm trước Trịnh Thu lại tích cực yêu cầu Mạnh phu nhân giao hết gia nghiệp của Mạnh gia lại cho Mạnh Sĩ Kiệt? Đúng ha. Nhưng mà nếu như không muốn chiếm đoạt của cải, tại sao ông ta phải giết chết Mạnh Viên Ngoại chứ? Phải nghĩ cách nhanh chóng rời khỏi đây, nhất định phải nhanh mới được. Đêm hôm khuya khóa không chịu ngủ, nếu qua đi lại làm gì, có đi cũng đâu có ra khỏi đây. Ngủ gì? Dậy đi. Dậy đi, tôi có chuyện muốn nói. Dậy đi. Trời ơi, nếu ngươi muốn tìm người trò chuyện, ngươi tìm Quân Hàng đi ha. Trời ơi, không phải. Tôi nói làm gì vậy? Tôi phát hiện ra thân hình của Trịnh tổng quản này rất giống với thân hình của người mặt quỷ mà hôm đó tôi đã nhìn thấy ở ngoài cửa phòng. Chính là ổng đó. Trời ơi, ngươi không thể vì nóng lòng muốn về nhà chăm sóc muội muội thì nói đại ai đó là hung thủ, làm gì không có được, kỳ lắm. Trời ơi, không phải, đôi mắt của tôi rất tinh. Còn nữa mà, tôi không nhìn lầm, tôi có thể bảo đảm mà. Trời quá, phiền quá đi. Ông phiền bức. Ông không tin lời tôi nói là sao? Yes. Không thể nào đâu. Trước giờ cha luôn trung thành với lão gia, còn luôn dặn mình nhất định phải đền đáp ân nghĩa của lão gia và phu nhân. Cha tuyệt đối không thể giết lão gia.
Chắc là Trương Tam Bảo nhận lầm người rồi. Đúng vậy, chắc chắn là Trương Tam Bảo nhận lầm người rồi. Trương Tam Bảo nhận lầm người thật sao? Nhưng vừa rồi y rất khẳng định nói với Ngũ Vị sư phụ, thân hình của cha rất giống với thân hình của hung thủ giết lão gia. Nếu như cha không giết lão gia, vậy tại sao cha lại đi mua mặt nạ đó chứ? Thậm chí còn nói mình đã lén giấu mặt nạ dưới cầm dịp của người nữa, rồi luôn miệng kêu mình thừa nhận đã giết lão gia. Không, không. Nếu cha là hung thủ thật sự, lỡ như bị điều tra được, chắc chắn sẽ bị chém đầu. Không được, mình không thể để quan phủ điều tra được cha chính là hung thủ. Tuyệt đối không thể. Tôi là hung thủ giết người. Tôi là hung thủ giết người. Người đâu rồi? Tôi muốn nhận tội. Tôi chính là hung thủ giết người. Người đâu rồi? Người đâu rồi? Tôi là hung thủ giết người. Người đâu? Tôi muốn nhận tội. Tôi chính là hung thủ giết người. Tôi muốn nhận tội. Tôi muốn nhận tội. Tôi hung thủ. Tôi là hung thủ. Quân Hàn, con, cha, con thừa nhận, con nhận tội rồi. Lão gia là do con giết. Tôi chính là hung thủ giết người. Cha. Trịnh Quân Hàn, ta đã biết ngươi là hung thủ lâu rồi. Có phải nửa đêm khuya khoắt ngươi mơ thấy quan hộ của Mạnh Nhi ngoại đến tìm ngươi đội mạng hay không? Cho nên ngươi sợ, ngươi liền nhận tội, thừa nhận mình là hung thủ, đúng không? Ông mặc kệ tôi. Người đâu? Người đâu? Tôi muốn nhận tội. Chính tôi đã giết lão gia nhà tôi. Tôi chính là người mặt quỷ đã giết chết lão gia nhà tôi. Tôi là người mặt quỷ. Tôi chính là người mặt quỷ. Tôi là người mặt quỷ. Trịnh Quân Hàn, người nói ngươi đã giết chết Mạnh Di Ngoại. Dạ, đại nhân, là tôi đã giết chết lão gia. Cái gì? Là ngươi giết chết lão gia? Phu nhân, con có lỗi với bà. Con có lỗi với bà. Trịnh Quân Hàn, cha ta tốt với ngươi như vậy, tại sao giết ông ấy? Tại sao ngươi giết ông ấy? Trả mạng lại cho cha ta. Trả mạng lại cho cha ta. Dừng tay. Tại sao ngươi giết ông ấy? Trả mạng lại cho cha ta. Tại sao ngươi giết ông ấy? Dừng tay. Mau dừng tay. Đánh chết ngươi. Mau lộ hết ra. Dạ. Tại sao? Tại sao giết ông ấy? Thả ta ra. Qua đây. Anh Sĩ Kiệt, thả ta ra. Nếu ngươi còn la hét trong tại công đường, tại sao ngươi giết ông ấy? Bổn quan sẽ đuổi ngươi ra ngoài. Trịnh Quân Hàn, ngươi có biết giết người là tội chết hay không? Cho nên bổn quan hy vọng ngươi khi trả lời câu hỏi nhất định phải trả lời cẩn thận. Rõ chưa? Dạ đại nhân. Trịnh Quân Hàn, ta hỏi ngươi, tại sao trước đó ngươi chối là không có giết người? Tôi sợ tôi nhận tội rồi tôi sẽ bị phán tội chết. Tôi không dám nhận tội. Nếu lúc đầu ngươi sợ nhận tội bị phán tội chết, tại sao bây giờ lại chịu nhận tội? Tôi thấy cha tôi bị hiểu lầm là hung thủ giết người, tôi cảm thấy mình thật bất hiếu. Tôi đã giết người mà còn liên lụy cha tôi ngồi tù. Tội ác tày trời. Cha, Quân Hàn có lỗi với cha. Xin cha tha thứ cho con. Quân Hàn, con đó, xin cha đừng nói gì nữa. Tất cả đều lỗi của con. Con có lỗi với cha. Con xin lỗi. Trịnh Quân Hàn, ngươi luôn miệng nói ngươi là hung thủ giết người, vậy bổn quan hỏi ngươi, tại sao ngươi lại giết Mạnh Di Ngoại? Bởi vì tôi yêu Tuệ Di, nhưng mà lão gia lại muốn cô ấy sung hỉ cho thiếu gia. Nhưng nếu sung hỉ rồi thiếu gia không tỉnh thì sao? Vậy thì cả đời Tuệ Di còn gì là hạnh phúc nữa hả? Tôi chỉ có thể giết lão gia mới có thể ngăn cản hôn sự của họ. Cho nên tôi giả dạng thành người mặt quỷ, xông vào thư phòng giết lão gia. Người giết Mạnh Di Ngoại, vậy còn hung khí đâu? Có ai mà giết người rồi còn giữ lại hung khí nữa chứ? Tất nhiên là bỏ rồi. Nếu người bỏ hung khí, vậy tại sao còn giữ lại mặt nạ và đôi hà dính máu đó hả? Vì lúc đầu tôi quên bỏ, sau đó khi tôi phát hiện thì không kịp nữa. Nhưng tôi không thể giấu ở trong phòng của mình, cho nên nhất thời nóng vội liền giấu nó ở dưới gầm giường của cha tôi. Đáng lẽ tôi tưởng sẽ không ai phát hiện, nào ngờ đến cuối cùng vẫn là bị người ta tìm thấy, còn liên lụy đến cha tôi nữa. Còn đôi hài đó của ngươi thì sao? Tại sao ngươi không bỏ đi? Chẳng lẽ bỏ không kịp sao? Không, đó là sơ suất của tôi. Vì tôi không biết trên đó dính máu nên tôi mới mang nó về phòng.
Đại nhân, tôi thật sự đã giết chết lão gia. Là tôi giết thật mà, không liên quan đến cha tôi. Xin ngài hãy tha cho ông ấy, thả ông ấy ra đi. Bổn quan hỏi lại ngươi một lần cuối, Mạnh Viên ngoại có thật là do ngươi giết không? Thật. Chính là tôi đã giết chết lão gia. Tôi đồng ý điểm chỉ nhận tội. Được, cho điểm chỉ. Điểm chỉ vào chỗ này. Án Mạnh Nguyên Đức đã kết thúc. Hung thủ Trịnh Quân Hàn 10 ngày sau chém đầu thị chúng. Phải được. Làm sao bây giờ Thiên Ngũ ca? Sao vậy? Từ sau khi Quân Hàn nhận tội rồi, ngươi chẳng nói chẳng rằng gì hết. Sao vậy? Nè, Ngũ Dị à, tôi hỏi ông nha. Ông cảm thấy Trịnh Quân Hàn đó là hung thủ giết người thật sao? Ta đã nói với ngươi rồi, Trịnh Quân Hàn khi hắn đang ngủ mơ thấy Mạnh Di Ngoại quay về đội mạng, nên hắn thấy sợ, đành phải khai hết, không nhận tội không được. Ông đừng có nói lung tung nữa. Ngươi mới lung tung. Vậy được, hắn không phải hung thủ, ngươi là hung thủ, ngươi đi nhận tội. Đấy. Tôi tại sao tôi phải nhận tội? Ông cũng bị bắt vô đây mà, muốn nhận tội thì ông tự đi mà nhận đi. Ngươi nhận đi. Ông tự đi mà nhận. Ê trời ơi, không đúng. Tôi nhớ rất rõ thân hình của người mặt quỷ hoàn toàn khác với thân hình của Quân Hàn mà. Nhưng mà tại sao Quân Hàn lại đi nhận tội cho hắn chứ? Đây. Dạ đây. Quân Hàn, ngươi nhận tội rồi sao? Tại sao ngươi lại nhận tội hả Quân Hàn? Quân Hàn! Quân Hàn! Trời ơi, tránh ra coi. Trịnh Quân Hàn, có người ngươi thiệt tình á. Ngươi rõ ràng là hung thủ giết người, sao không nhận tội sớm đi? Báo hại mọi người vào đây chịu khổ theo ngươi à. Hại cha ngươi cũng bị bắt vào đây. Ngươi đúng là thằng con bất hiếu. Sao lại như vậy? Sao lại như vậy chứ? Bình thường Quân Hàn nó rất là thật thà, cả nhà chúng ta tốt với nó như vậy, không ngờ nó lại làm ra chuyện vong ơn bội nghĩa này. Mẹ, con đã nói với mẹ rồi, Trịnh Quân Hàn chỉ muốn đạt được mục đích, chuyện gì hắn cũng dám làm hết. Tại sao lại là Quân Hàn? Tại sao hung thủ lại là Quân Hàn chứ? Kêu mẹ làm sao chấp nhận sự thật này, làm sao chấp nhận được? Mẹ, lão gia, ông có tin không? Hung thủ giết chết ông lại là Quân Hàn, người mà bình thường ông yêu thương nhất. Con tin rằng cha cũng không dám tin Trịnh Quân Hàn lại giết chết mình. Con như ông trời có mắt, 10 ngày sau Trịnh Quân Hàn sẽ bị chém đầu. Con như có thể an ủi linh hồn của cha con rồi. Lão gia. Trời, mẹ. Đừng ngủ dậy. Đừng ngủ dậy. Ngươi được thả rồi kìa. Hả? Hả? Thật sao? Tôi được thả thì sao? Đa tạ. Trời ơi, bảo người vẫn chưa được thả đâu. Đinh Ngũ Dị cũng được thả rồi, sao tôi lại không được chứ? Ai kêu ngươi ăn trộm làm vậy? Tôi. Ê, ta bảo, ngươi đừng có lo. Ta sẽ tìm cách để ngươi rời khỏi nơi này. Đừng có lo. Tôi không lo làm sao mà được. Tôi còn ở lại đây, muội muội tôi sẽ bị đói chết. Vậy hả? Ngũ Dị, tôi xin ông đến nhà tôi xem muội muội tôi thế nào đi. Trong khoảng thời gian tôi ở đây, phiền ông đến thăm chăm sóc nó giùm tôi có được hay không? Ngươi quan tâm muội muội như vậy,
chắc chắn ta sẽ đồng ý. Nhưng mà ta đâu có quen mụ mụ của ngươi. Nếu ta tìm đến cô ấy, cô ấy tưởng ta là kẻ xấu thì phải làm sao đây chứ? Ngu gì, ngu gì. Có rồi, có rồi. Hả? Túi thơm này là mẹ tôi tặng cho huynh muội tôi mỗi người một cái. Ông cầm lấy cái này, nó chắc chắn sẽ biết ông là bạn tôi. À, vậy thì được rồi, ta sẽ chăm sóc cô ấy giùm cho ngươi. Ngu gì, đa tạ ông. À, ta biết rồi, biết rồi. À, ngươi đừng có lo, đừng lo. Ta sẽ đến thăm cô ấy. Ta đi ngang. Ngủ dậy sư phụ. Ngủ dậy sư phụ. Có chuyện gì? Tôi muốn nhờ ông giúp tôi một việc. Nhờ gì nói đi. Nhờ ông thay tôi nói lời xin lỗi với phu nhân. Nói với bà, kiếp sau tôi sẽ làm trâu làm ngựa đền ơn cho bà ấy. Còn gì không? Còn cha tôi nữa. Lưng người đau yếu, đừng làm quá sức. Chẳng lẽ ngươi không có gì để nói với biểu tiểu thư của Mạnh gia hay sao? Tuệ chi? Ông nói Tuệ chi hả? Ờ. Tôi cho cô ấy và thiếu gia đầu bạc đắt lông, vui vẻ hạnh phúc. Con người của ngươi cũng lạ lùng thiệt á. Giết cha của người ta rồi, còn chúc người ta đầu bạc răng long, vui vẻ hạnh phúc. Thôi má ơi, thôi bỏ đi, ta nhất định sẽ chuyển lời giùm cho ngươi. Đa tạ. Trời ơi, biết trước có ngày hôm nay thì lúc đó đừng làm. Đã về. Trịnh tổng quản, ông về rồi thì tốt. Ta biết ông không làm chuyện đó, nhưng mà quân hàng nó, ta thật sự không thể chấp nhận sự thật này được. Phu nhân, tôi thay mặt quân hàng xin lỗi với bà. Xin lỗi bà. Phu nhân, ông kêu ta làm sao tha thứ cho nó đây. Đến giờ ta vẫn không thể nào tin được là nó giết chết lão gia. Lão gia thương yêu nó như vậy, thương nó hơn thương sĩ kiệt, nhưng mà nó lại đi làm ra chuyện vong ân bội nghĩa này. Phu nhân, 10 ngày sau quân hàng đó sẽ bị xử trảm. Xin phu nhân hãy tha thứ cho nó. Ông đứng lên đi. Quân Hàn sắp bị chém đầu. Ta nghĩ ông chắc chắn buồn hơn ta, đau hơn ta gấp mấy lần. Phu nhân, khoai không? Khoai không? Khoai không? Có ai không?
Lạ thiệt. Đi đâu rồi kìa? Thức ăn vẫn còn nóng hổi, chắc chỉ là vừa mới ra ngoài thôi. Lát nữa sẽ về liền. Mình ở đây đợi cô ấy về vậy. Trời, mình đến đây để chăm sóc Xảo Ngọc, ăn chút, chắc cậu không đẩy bụng gì đâu. Ôi ôi, thức ăn nó thơm quá. Tài nấu ăn của Xảo Ngọc đúng là giỏi thiệt. Mới đâu cần người ta chăm sóc, tên Tam Bảo này đúng là lo gì đâu khóc à. Bánh bao này thơm bà ngoại luôn. Thơm quá, thơm quá. Đừng to ra, dám vô nhà tao cắn nè. Đừng đá. Đứng lại. Đừng chết ngươi. Dám vô nhà tao trộm đồ hả? Nghe giải thích nè. Nghe tao giải thích. Nghe ngươi giải thích cái gì? Cái tên trộm to gan kia, một cút ngay cho tao. Tao không phải. Hoàng cho tao quá. Tao không phải ông trộm không? Ra bảo nhỏ ta đến đây chăm sóc con Xảo Ngọc. Anh Hậu, sẽ ra chuyện gì vậy? Là Kakato nhờ huynh đến hả? Người phải nói sự thật, nếu nói dối người sẽ biết tay ta. Đợi đã. Chỗ này của ta có một túi thơm, ta bảo nói chỉ cần đưa cho Xảo Ngọc xem thì cô ấy sẽ biết liền. Là thật, đây đúng là túi thơm của Kakato. Y nói với tôi đưa cho cô thì cô sẽ tin ngay hả? Đúng vậy, chỗ tôi cũng có một cái, khi chúng tôi còn nhỏ mẹ tặng cho chúng tôi hai cái giống nhau. Đúng rồi, ca tôi đâu, quên ấy ở đâu, khi nào thì về? Y đang làm việc, có lẽ phải đợi thêm một thời gian mới về được nhà, cho nên nhờ tôi đến chăm sóc cho cô. Vậy ca, huynh ăn cơm chưa? Tôi đang đói. Vậy mời huynh ngồi, chúng ta ăn chung đi. Được. Xảo Ngọc cẩn thận. Đây, của cậu. Được, đa tạ. Đây, Xảo Ngọc. Tổ. Cô cậu ăn trước đi. Đa tạ. Ta đi nấu thêm vài món nữa ha. Anh Tẩu, bà đừng nấu nữa. Không sao đâu, cứ ăn đi. Được. Mời huynh ăn. Được. Ca tôi luôn bận rộn, lỡ như ngã bệnh rồi thì phải làm sao? Cũng tại tôi hết. Huynh ấy vì tôi nên chỉ biết ra sức kiếm tiền, nhưng tôi thì lại không giúp được gì. Bao nhiêu năm nay huynh ấy không chỉ cho tôi ăn no mặc ấm, mà còn tìm đủ mọi cách chữa trị đôi mắt của tôi. Đúng vậy, ca của cô rất quan tâm cô. Cô có một đại ca vậy, đúng quá hạnh phúc luôn mà. Đúng đó, huynh ấy tốt với tôi lắm. Nhưng tôi biết mắt của tôi không thể chữa lành được, nhưng huynh ấy không tin, cứ kéo tôi đi gặp đại phu. Bao nhiêu năm nay đã tốn rất nhiều tiền, nhưng vẫn không đỡ hơn một chút nào. Xảo Ngọc à, sao cô lại biết mắt của cô chữa không lành? Ca dẫn tôi đi khám rất nhiều đại phu, họ đều nói cơ hội chữa lành đôi mắt của tôi là rất ít. Vậy sao? Ừ. Đâu sao Ngọc, cho tôi xem. Quynh. Không sao, xoay qua đây. Bây giờ cô nhìn bên trái đi. Trong mắt nhìn bên trái. Vậy giờ nhìn bên phải đi. Đúng là rất nghiêm trọng, nhưng mà vẫn có thể chữa lành đó nghe.